thưởng thức ôi, béo vậy. Ngon quá cả nhà ơi. Cô gắp. Cô gắp và cô Hiên ơi lấy cái đĩa ra đây. Bạn ơi. Lấy đĩa to này. Đấy. Ngon tuyệt vời luôn. Đấy, Lệ Khuyên đang gọi là vớt chuột cả nhà. Bắt đầu cho rau cải vào để nấu. Hôm nay định làm cái món nướng nhưng mà thôi. Mấy chị em bảo thích ăn luộc thế là mình lại luộc. Ngon tuyệt vời cái món chuột đồng. Lâu lâu đi bẫy này. Đấy cứ lâu lâu làm bữa thôi thế thôi, khoảng 4 5 con to ăn thoải mái. Anh nghĩ bẫy toàn con bé. Đây, anh bắt từng to. Uầy, hết. Con này to chưa rồi nhà ơi? Con này con chuột đất, chuột thịt. Sợ thật đấy. Con này ăn thịt dai lắm này. Con này thịt chắc. Quá đỉnh luôn. Đấy, ui dồi. Đấy, bắt toàn chặt đi. Ui dồi, nó nguội chặt. Rất to thật. Quá ngon. Thế là cho dưa dưa kìa, dưa ra bát. Bây giờ mình chặt cái chuột. Quá ngon vậy. Cái thớt là nó ngon chặt cũng sướng. Ôi ăn luôn đây, đừng đi đâu. Ăn luôn cơm đây. Ăn cơm luôn ở đây. Sợ con này to thế. Bà phở có món gì? Quá tuyệt vời. Ngon mà là béo ngậy luôn. Đấy cả nhà đã xong nhá. Thơm ngon béo ngậy, thơm phức luôn. Bây giờ mời tất cả mọi người vào thưởng thức với cả Lê Toàn nhá. Các bạn đánh chén rồi, thịt chuột đầu mùa. Ôi chào cả nhà, thịt chuột đây. Đấy Lê Tiến làm miếng thịt chuột trước này. Đấy làm miếng thịt chuột để hấp dẫn. Tiến làm đi miếng chuột ngon. Chuột đồng bùa ngon tuyệt vời mặt trời luôn. Rồi nha, được một cái nhà. Ngon. Giòn tan, ngon đấy. Được. Đấy. Cô Mập làm một miếng đi. Thơm ngon béo ngậy đi. Đấy, thơm phức. Thơm phức. Rồi, xin mời cả nhà. Đấy. Ngon quá. Ngon. Tuyệt vời mặt trời. Cố gắng gọi là bắt mấy con chuột để cho mấy chị em ăn. Mấy chị em đi làm nên là không ăn được cái món này nên Toàn chị mấy cả anh em thì ăn suốt ngày. Cố gắng bắt để cho mấy chị em thưởng thức. Em đi làm chiều đến mới về mới được ăn cái món này. Hôm nay mình chia sẻ hôm nay có rất nhiều món nhưng mà có đặc trưng vẫn là món thịt chuột này. Đấy. Món thịt, thịt bò xào, rồi tôm, gà, rồi là măng, rồi là dưa, vẫn thua cái thịt chuột hết. Ngon. Đấy. Ngon, nhìn có Khuyên ăn ngon quá, thèm quá. Rất là miếng, ngon.
Bà ăn đi này, gắp ăn đi, ăn mạnh lên cho nó hết đi. Đúng, ăn cho nó hết đi, để làm cái gì? Ăn này, khỏe này. Cho chả cái đùi. Chả cái đùi. Hưng ăn này gắp cho Hưng. Ăn này chuột gắp cho Hưng. Ăn tôm đây. Đấy, gắp cho mang cho cả các cháu cái đĩa đấy. Cho cả cái đĩa đấy. Đấy. Cho cả cái đĩa cho nó vật vã này. Các cháu ăn. Mình ăn thịt chuột không? Mình thịt chuột mà dã nào. Cho cả dưa nó vào. Dưa vào. Chuyển trứng lên trong cái ngon vậy. Này đây ăn cơm này con này. Bỏ đấy. Ngon lắm quả nhà. Nó con bập nào mà mình biết chuột đi. Cái gì sẽ có đâu của bà. Cái chú hay gọi là ba chỉ nhá. Ba chỉ đấy, ăn cồn thế. Ăn ba chỉ. Ba chỉ thì nhai cả xương được. Béo ngậy. Chuột đồng thương phức béo ngậy. Ngon. Ngon gật cái đầu con bầm. Tiến ra làm miếng thì chuột nữa cho nó hấp dẫn. Cay chấm ít thôi. Làm miếng đấy, hấp dẫn. Ba chỉ đấy. Mời người nào, ui giời. Ngon đấy. Được. Ăn vậy nó sướng, ăn cả dưa chứ kèm vào nó ngon đấy. Yến mấy cả Thu mấy mấy chị em là tăng ca hết. Ngày nào ông làm tăng ca. Đấy, ngày là tối về thì mình thôi cố gắng đi bắt mấy con chuột cả nhà đấy, chia sẻ cho cả nhà xem. Đấy, để cho mấy chị em mới thưởng thức. Chứ Lê Toàn thì ban ngày thì có hôm thì bắt thì mấy anh em ăn thoải mái ăn suốt. Ăn mạnh chuột đây, gắp cho Hưng cái đùi đi. Hưng này chán chuột à? Ê, Hưng này chán chuột. Vẫn là món khoái khẩu. Đấy. Đấy, vẫn là khoái khẩu. Bác đỉnh luôn. Thế mà nhất thì kèm thêm cả miếng dưa. Kèm vào. Quá ngon. Ngon quá. Ngon. Cô Hiên làm miếng nữa đi. Đấy, cô mập ăn không thịt chuột ăn tiết canh mấy bát liền khỏe. Đấy, mọi người cho lên giờ mà like đăng ký để thỉnh thoảng mình làm bữa tiết canh cho mấy chị em ăn cho nó hấp dẫn. Ai ăn được tiết canh, lúc thì ăn tiết canh hấp, lúc thì ăn tiết canh sống ăn được hết. Mà đánh chục bát hết sạch, may còn phần lại cô khuyên một bát không hết. Đấy là phần lại đấy, nhưng không thì hết ngay. Hôm nay anh đi ăn thịt chó nên là bắt tôn bác cái thịt cả con. Chó thịt cả con. Giòn cực cực. Con chuột khịt đấy. Đấy, ăn cái đùi đấy, chả, cái đùi đấy chả, chuột khịt đấy, chuột khịt đấy, chuột khịt, to quá nhỉ, to ăn nó mới chả nó mới ngon, khịt đấy là đây là chuột là ở trong Sài Gòn gọi là chuột cống nhung đấy, trong đấy là chuột này là nhiều người bắt lắm, ở mình là ít người bắt được, chuột này ở mình không có mấy, đấy, cả nhà, giống chuột cống nhung này gọi là chuột khịt này, chuột đất này. Mình ít lắm, mình chỉ ăn chuột đàn là chính thôi. Đấy là cũng không phải là không bắt là mọi người ạ. Đấy là mình có là mình bắt, cứ chuột đồng là mình bắt hết. À, ăn là chất lượng. Con này mấy lạng mà to. Nó cứ kêu khịt khịt khịt. Không phải nửa cân. Tối nó cũng kêu khịt. Gọi là chuột đất, mình gọi chuột đất. Nơi gọi là chuột công nhung. Dưa chua chẳng ngon. Ăn cái này kèm với dưa chua ngon. Ăn mạnh lên, ăn mạnh thịt chua lên cho hết đi.
ăn với kèm với rau với dưa vào, có khi làm miếng thịt chuột này nó hấp dẫn. Đấy, là miếng chuột thịt đấy, con đấy to đấy. Con thịt này thì... con thịt đấy to. Thịt nó dài lắm đấy. Dài, ăn nó thơm, chắc thịt. Bốc hơi khó nhỉ? Ngon lắm. Thịt chuột, thịt nó to, nó chắc thịt, ngon. Ăn nó chỉ có thịt, chỉ có gọi là chả không. Ơ, thịt gà, thịt gà, thịt thịt chó không lại bằng được. Cái gì mà mình mà ăn được thịt chuột này nó ngon, béo ngậy, thơm phức luôn. Ăn cảm giác còn ngon hơn cả thịt gà với thịt chó. Nên cho thịt chó với thịt gà thì nó đúng ra là chọn thịt chuột vẫn hơn. Đấy. Tuyệt vời. Ở Hiền thì không thích cái món chuột này lắm nhỉ? Không, không thích lắm. À, không thích lắm à? Ừ. Ôi, chỉ có tiết canh. Tiết canh nòng lợn. Mỗi người một sở trường. Cô khuyên thì là đa dạng. Khuyên với Thu thì đa dạng rồi. Các kiểu con đà điểu, chén tất. Ngon lắm, cả nhà to. Đúng như miếng thịt gà luôn. Ngon quá. Ngon. Còn to nhất đấy. Trừng gram hấp. Cụ ăn được cơm à? Ăn cơm to bằng rồi. Nhiều người không ăn được là sợ cả nhà. Không ăn được là sợ là thật. Cá này. Cơm này không ăn thì xôi bà. Ba cái cơm này. Hết rồi. Ngon hết. Giòn tan. Nhai cả xương. Đấy, con chuột khịt nhai cả xương. Cô khuyên làm gọi là miếng ức giòn tan cả nhà. Chọn đây đây miếng này này. Bà chỉ đấy. Chỉ này ngon. Ừ đấy, miếng đúng cái ngon chỉ cho cô. Quá ngon. Cá kèm nhiều dưa muối. Ăn nó phải đủ vị, nó ngon. Có tuyệt luôn cả nhà. Rồi. Rồi chú Nghĩa bẫy được nhiều nên là ăn suốt. Cái này mà không đến cần nữa thì thôi. Thịt chuột này nhiều chất đạm. Thịt chuột này còn ăn còn nhiều chất hơn cả thịt chó. Nhiều chất vitamin. Chất đạm hơn. Rau cải ăn nó nhặng nhặng nó ngon. Dài đúng như thịt gà. Dài như thịt gà. Đấy, dài thì thịt gà nằm miếng đùi nữa này. Đấy, thịt chuột dài đúng như thịt gà. Hay là nằm miếng này ngon này. Miếng ức này được này. Đấy, miếng đấy bà chỉ đấy. Bán mạnh thịt chuột đấy cho nó hết đi. Xương. Ừ. Nhai cả xương luôn. Ừ. Đấy là gọn. Ừ. Hôm nay này toàn bẫy được, nói chung là chia sẻ cho cả nhà đấy là được bốn con chuột đất, à bốn con chuột đàn to, đấy một con chuột đất, gọi là chuột cống nhung đấy. Đấy, làm vào một đĩa thôi là mấy chị em ăn, nên toàn ăn rồi, hôm nay ăn nhiều quá rồi. Thôi mình hôm nay mình sẽ dừng clip đây nhá. Đấy, mình sẽ hẹn cả nhà xem clip tiếp theo. Mọi người thấy hay cho mình một like và đăng ký để mình cố gắng ra được những cái bữa thịt chuột nó hấp dẫn hơn. Đấy, để mấy chị em làm view cho cả nhà xem. Người cho mình một like và đăng ký. Thôi, xin chào. Rồi, thank you mọi người rất nhiều. Rồi. Rồi gắp nốt miếng thịt chuột đấy đi. Chào cả nhà. Thôi, bye bye cả nhà. Bye bye.